Vừa chia tay, Hồ Quang Hiếu, Bảo Anh đã có người mới. Thông tin Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh chia tay khiến dân mạng vô cùng tiếc nuối. Nhiều người lùng sục bằng chứng Bảo Anh có người mới. Mới đây, Hồ Quang Hiếu chính thức lên tiếng xác nhận đã chia tay Bảo Anh trong sự tiếc nuối của cộng đồng mạng. Dù Hồ Quang Hiếu chia sẻ lý do chia tay là do không còn chung về quan điểm sống, tính cách, nhưng cư dân mạng đã bất ngờ lùng sục truy tìm chứng cứ về lý do chia tay thật sự giữa hai người. Bảo Anh khá thân mật với người đàn ông lạ trong bữa tiệc sinh nhật. Nhiều người cho rằng Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh chia tay là do Bảo Anh đã có người mới. Trước đó, Bảo Anh có nhiều bức hình thân mật với một người đàn ông lạ trong ngày sinh nhật. Trong bức hình, nữ ca sĩ tỏ ra rất thân thiết và thậm chí ngồi lên đùi người đàn ông này mà không có bất kỳ chút e dè. Bữa tiệc sinh nhật với sự góp mặt của Trà My Idol và một số người nổi tiếng, tuy nhiên lại vắng bóng Hồ Quang Hiếu. Hồ Quang Hiếu không có mặt, Bảo Anh lại thân thiết với người đàn ông này, khiến nhiều người tin rằng đây là người mới của ca sĩ Bảo Anh. Hiện tại Bảo Anh vẫn im lặng trước tin đồn có người mới sau Hồ Quang Hiếu. Được biết, người đàn ông trong hình là Lâm Thành Kim, quản lý của Dương Triệu Vũ và từng là giám đốc mỹ thuật live show của Mr. Đàm. Anh cũng từng làm quản lý cho Bảo Anh. Hai người có khá nhiều bức hình thân thiết với nhau. Sáng 17 tháng 10, Hồ Quang Hiếu đã thừa nhận thông tin anh và ca sĩ Bảo Anh đã đường ai nấy đi. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ cảm giác trống trải khi hình ảnh của bạn gái cũ luôn hiện ra và gợi lên những kỷ niệm đẹp thuở hai người còn gắn bó. Có cả những nụ cười và giọt nước mắt mà cả hai người cùng trải qua với nhau. Bảo Anh cũng xác nhận cả hai đã chia tay vài tháng nay, nhưng cô không muốn chia sẻ vì không muốn khán giả nghĩ đây là chiêu trò PR cho sản phẩm mới. Cô tiết lộ lý do chia tay do không còn hòa hợp về cách sống. Phương Mỹ Chi nhận cách xê khủng khi sang Mỹ hát song bài. Quang Lê khiến truyền thông bất ngờ khi tiết lộ giá cách xê của Phương Mỹ Chi trong chuyến lưu diễn sắp tới. Chiều 17 tháng 10, Phương Mỹ Chi có buổi giới thiệu album Vol 2 Thương Về Miền Trung và mini show cùng tên tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hai dự án âm nhạc tâm huyết mà chị Bảy âm thầm chuẩn bị trong thời gian dài. Chia sẻ về đứa con tinh thần mới nhất, Phương Mỹ Chi cho biết trong quá trình thực hiện cô dự tính lấy tên chủ đề là ca khúc khác. Tuy nhiên đến lúc hoàn thành, chị Bảy lại quyết định chọn Thương Về Miền Trung vì muốn kết hợp sản phẩm âm nhạc này với hoạt động thiện nguyện mà mình ấp ủ lâu nay nhưng chưa có cơ hội bắt tay vào làm. Đồng thời, Phương Mỹ Chi luôn ao ước thực hiện một đêm nhạc của riêng mình. Để qua đó, cô bé 14 tuổi có dịp tâm sự cùng quý khán giả về những cảm nhận suy nghĩ chân thật nhất từ bản thân sau 4 năm bước chân vào showbiz và gắn bó với con đường ca hát chuyên nghiệp lắm thành công nhưng cũng không ít thị phi. Hiện tại, mọi công đoạn chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc trên đã hoàn tất. Nam ca sĩ Quang Lê còn quyết định trích 30% nguồn thu từ việc bán đĩa trong đêm nhạc sắp tới, dành cho các hoạt động thiện nguyện, theo như mong muốn của cô con gái nuôi. Về phía Phương Mỹ Chi, viên ngọc sáng của dòng nhạc trữ tình quê hương hào hứng, em vui lắm nhưng cũng rất hồi hộp. Vì đây là lần đầu tiên em thực hiện mini show cho riêng mình, em biết những điều em chia sẻ trong đêm nhạc đều có thể trở thành tâm điểm của sự chú ý. Song ba Lê tin tưởng vào em nên đã cho em tự thử sức. Em rất cảm ơn ba Lê đã chấp cánh cho em có thể tự bay trên con đường ca hát của mình. Chia sẻ trong sự kiện Quang Lê bộc bạch, Quang Lê rất cảm thông sau những ồn ào mà con gái phải hứng chịu, gắn bó với Phương Mỹ Chi 4 năm, tình cảm giữa chúng tôi giờ không còn là những bản hợp đồng, hợp tác khô khan nữa. Tôi xem bé Chi như con gái ruột của mình, tình cảm gia đình gắn bó, nếu có thể giúp đỡ được gì cho con thì Quang Lê sẵn sàng. Vì vậy, khi nghe mong muốn của con gái về dự án album cũng như mini show sắp tới, Lận ý nghĩ muốn nhân dịp này có thể dành ra một phần nhằm giúp đỡ những trường hợp, hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Quang Lê cảm thấy rất tự hào, tuy con gái có hơi liều lĩnh khi dám xin ba Lê cho bản thân tự cầm trịch sân khấu một mình để kết nối trải lòng với khán giả, nhưng tôi vẫn cho con bé thử sức mình, vì tôi tin Chi làm được. Thật lòng hiếm ở độ tuổi như bé Chi mà dám nghĩ và quyết tâm thực hiện đến cùng như thế. Cụ thể, nam ca sĩ hải ngoại còn chia sẻ, con gái nuôi của mình có 3 đêm diễn tại những sòng bạc lớn nhất nước Mỹ để phục vụ cho bà con kiều bào tại đây. Giá mỗi show lên đến 6.000 đô, cao hơn cả những ca sĩ hạng A tại thị trường hải ngoại ở thời điểm hiện tại. Quang Lê cũng cho biết thêm, tuy hát trong những sòng bạc, nhưng sân khấu nơi Phương Mỹ Chi biểu diễn hoàn toàn tách biệt với khu vực chơi bài. Ở nước ngoài, những sân khấu như vậy là nơi an toàn nhất, âm thanh ánh sáng đỉnh, sang trọng bậc nhất mà bất kỳ ca sĩ nào cũng muốn được biểu diễn. Chính vì thế, khán giả có thể yên tâm rằng giọng ca trưởng thành từ sân chơi giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên sẽ được biểu diễn ở những nơi đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn mà không gặp phải nguy hiểm nào.
Phi Thanh Vân nói gì khi bạn trai mới bị tố là đại gia ảo, nợ tiền không trả? Trước ồn ào này, Phi Thanh Vân cho biết cô tin tưởng và sẽ bảo vệ bạn trai tuyệt đối. Cách đây không lâu, nữ hoàng giao kéo Phi Thanh Vân công khai bạn trai mới là doanh nhân Triệu Văn Dương. Doanh nhân Triệu Văn Dương sinh ra và lớn lên tại Phú Thọ và đang giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc một tổ chức giáo dục. Được biết, doanh nhân Triệu Văn Dương từng tốt nghiệp thạc sĩ tại Malaysia, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đan Mạch và nhận hàng loạt giải thưởng dành cho giới doanh nhân tại Việt Nam. Sau hai lần ly hôn, Phi Thanh Vân tâm sự cô từng mất niềm tin vào tình yêu, nhưng khi gặp gỡ doanh nhân Triệu Văn Dương, cô nhận thấy cả hai có nhiều điểm tương hợp như yêu thích kinh doanh và tham gia các hoạt động cộng đồng. Sau 3 tháng tìm hiểu, Phi Thanh Vân đã nhận lời yêu của doanh nhân này. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn bạn trai mới của Phi Thanh Vân là đại gia ảo, nợ tiền không trả. Trước thông tin này, Phi Thanh Vân khẳng định bạn trai là người sống làm việc minh bạch và rõ ràng. Với những thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội, Phi Thanh Vân và người yêu sẽ không chọn cách đôi co qua lại mà để người đại diện làm việc, xử lý những khúc mắc của giới truyền thông. Phi Thanh Vân luôn tin tưởng và sẽ bảo vệ bạn trai tuyệt đối. Phi Thanh Vân cũng tiết lộ độ tuổi của doanh nhân Triệu Văn Dương là U40 chứ không phải là 50 tuổi như nhiều người chia sẻ. Những mỹ nam Việt sở hữu má lúm đồng tiền khiến vạn fan nữ mê đắm. Không chỉ giúp nụ cười thêm quyến rũ, má lúm còn tạo nên nhiều thương hiệu có 102 cho những sao nam này. Mai Tài Phến, cái tên nghe một lần là nhớ, bỗng trở thành gương mặt được cộng đồng mạng săn đón khi liên tục góp mặt trong hai MV khủng của Hương Tràm và Mỹ Tâm. Anh chàng có sở thích selfie trước ống kính, lướt một vòng trên trang cá nhân của anh có thể bắt gặp hàng loạt bức ảnh cool footwear thế này đây. Nụ cười đốn tim fan nữ của Mai Tài Phến. Isaac, soái ca Isaac, cựu thủ lĩnh của nhóm nhạc thần tượng Nam 365, đang đình đám hiện nay luôn khiến cho fan nữ phải đắm đuối trước hình tượng lạnh lùng thường thấy. Và tất nhiên, điều khiến những người hâm mộ của anh chàng luôn trông chờ chính là nụ cười khiến cho ai cũng phải tan chảy với chiếc đồng tiền khá sâu ở má. Isaac đốn tim fan với vẻ điển trai hút hồn. Giọng ca anh sẽ sớm về thôi chính là người chồng trong mơ của các cô gái trẻ hiện nay. Thuận Nguyễn là nam diễn viên nổi tiếng được yêu thích nhất ở một sân khấu kịch. Gần đây nhất, anh vừa đoạt giải Á Vương Toàn cầu 2016. Với chiều cao ấn tượng 1m88 cùng ngoại hình điển trai, cơ bụng 6 múi và một đôi má lúm sâu hắm rất duyên, Thuận Nguyễn từng được coi như là một chàng Kim Quang Bin phiên bản Việt. Anh được bạn bè gọi yêu thương bằng nickname Khủng Long. Thuận Nguyễn đang là diễn viên người mẫu trẻ sáng giá được lòng khán giả. Ngô Kiến Huy, ngoài đời anh chàng Ngô Kiến Huy luôn là tâm điểm của sự chú ý bởi nụ cười má lúm trẻ trung nhí nhảnh của mình. Má lúm là điểm thu hút nhất trong nụ cười của anh chàng. Chính nụ cười này đã đốn gục không biết bao nhiêu trái tim người hâm mộ. Không thể phủ nhận khuôn mặt điển trai cùng nụ cười rạng rỡ với má lúm đồng tiền là một trong những yếu tố thu hút khiến fan đổ rầm rầm của chàng ca sĩ đa tài Ngô Kiến Huy. Quang Vinh, với chàng hoàng tử Quang Vinh, khán giả chắc hẳn sẽ không thể quên nụ cười luôn tươi rói của anh. Với đôi má lúm đồng tiền cực duyên đã khiến bao cô gái phải đốn tim khi anh cười. Có lẽ nụ cười chính là bí quyết giúp ca sĩ sinh năm 1983 vẫn luôn trẻ trung hơn so với số tuổi thật của mình. Johnny, sau khi ra mắt MV mới, Johnny đã nhận được nhiều lời khen của mọi người cũng như fan hâm mộ. Thậm chí fan của nam ca sĩ còn chia sẻ sự chờ đợi hoàn toàn không uổng phí với âm nhạc bắt tai và những khung hình âm bản đầy màu sắc đậm cá tính. Không chỉ nổi bật với cá tính riêng trong âm nhạc, Johnny còn thu hút nhiều khán giả với nụ cười má lúm cực ấm áp. Những hình ảnh này sẽ nhanh chóng khiến bạn quên mất có một Johnny khuôn ngầu mỗi khi bước lên sân khấu. Nghệ sĩ Kim Oanh lên tiếng về nguyên nhân khiến Xuân Bắc đánh vợ. Nữ diễn viên khẳng định mình không liên quan, cũng như không muốn giải thích gì thêm về sự việc lần này. Mới đây, cộng đồng mạng đang hoang mang vô cùng trước thông tin Xuân Bắc đánh vợ với nhiều thương tích vệt máu trên cơ thể. Nguyên nhân của mâu thuẫn này, theo nhiều lời đồn đoán là bắt nguồn từ việc vợ Xuân Bắc chị Hồng Nhung đôi co với diễn viên Kim Oanh. Trước đó, diễn viên Kim Oanh có đăng tải dòng trạng thái và nhiều người cho rằng cô đang ám chỉ lại sự việc xảy ra giữa Hồng Nhung và nghệ sĩ nhân dân Anh Tú cách đây vài tháng. Khi ấy, vợ Xuân Bắc chia sẻ lại xa tích này và thể hiện sự bức xúc. Sau đó, Kim Oanh có nhắn tin giải thích với đồng nghiệp Xuân Bắc và nam diễn viên hài đã về giải quyết với vợ,
trong lúc nóng giận anh đã vũ phu với Hồng Nhung. Dòng trạng thái được xem là nguyên nhân của mọi mâu thuẫn. Chính vợ Xuân Bắc đã chia sẻ sự việc này lên mạng xã hội. Tay của bà xã Xuân Bắc được cho là be bét máu sau cuộc tranh cãi với chồng. Những hình ảnh này đã khiến người hâm mộ giật mình. Nhiều đồ đạc, gương kính trong nhà đều vỡ vụn, chưa kể máu me còn rơi đầy sàn nhà. Khi dư luận đang xôn xao vì thông tin này, thì diễn viên Kim Oanh đã chính thức lên tiếng. Cô trả lời trong một bài phỏng vấn, tôi mong mọi người hãy tỉnh táo, làm sao khi chị Hồng Nhung nói vậy thì mọi người có thể tin được. Hai người xung đột thì là việc riêng của họ. Bây giờ tôi nói trời hôm nay xấu quá. Sau đó có người trả lời, sao mày nói tao xấu thì tôi cũng chịu rồi. Về chuyện này tôi hoàn toàn không biết gì. Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, cách đây vài giờ Kim Oanh còn đăng tải hình ảnh mới và không quên đính kèm dòng trạng thái. Đến một độ, tôi chẳng buồn giải thích những sự hiểu đúng hay hiểu nhầm và người khác dành cho mình nữa, cứ để nó tiếp diễn theo cái cách mà nó muốn. Và cứ như thế, tôi lại bớt đi một cái niềm vui. Dù chỉ nói lấp lửng, nhưng nhiều người tinh ý cũng nhận ra rằng Kim Oanh đang không muốn giải thích về những sự việc ồn ào đang diễn ra. Hiện tại, sự việc Xuân Bắc nóng giận đánh vợ vẫn đang thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng. Tuy nhiên, nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng bất cứ thông tin gì về chuyện này. Cận cảnh nhan sắc gái một con trong mòn con mắt của Ngọc Lan. Sau thời gian ở cử chăm sóc con trai đầu lòng, Ngọc Lan đã tái xuất bằng hình ảnh gợi cảm quyến rũ không thể đẹp hơn. Sau khi kết hôn cùng diễn viên Thanh Bình, Ngọc Lan đã qua Mỹ sinh con trai đầu lòng. Đến nay, quý tử nhà Ngọc Lan Thanh Bình đã gần 1 tuổi và khá cứng cáp. Ngoài thời gian ở nhà chăm sóc con trai, Ngọc Lan cũng rục rịch trở lại với điện ảnh bằng một số dự án phim. Theo chia sẻ từ phía Ngọc Lan, để tái xuất điện ảnh, cô đã phải giảm hơn 20kg, lấy lại vóc dáng thon gọn, cho phù hợp với từng vai diễn. Vì vẫn đang cho con bú, nên Ngọc Lan không giảm cân đột ngột, mà kết hợp chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục đều đặn hàng ngày. Do đó, nhan sắc của nữ diễn viên dường như càng ngày càng mặn mà, quyến rũ hơn. Điều đó được minh chứng bằng bộ ảnh mới mà cô và ekip vừa thực hiện. Vẫn vẻ đẹp sắc sảo thường thấy, nhưng Ngọc Lan mặn mà, quyến rũ hơn nhiều. Ở mọi phong cách, từ sexy có chút nổi loạn đến dịu dàng nữ tính, Ngọc Lan đều khiến người đối diện không thể rời mắt. Trong bộ ảnh mới, Ngọc Lan khiến người đối diện hút mắt bởi nụ cười tươi rói và gương mặt rạng rỡ. Niềm hạnh phúc của người phụ nữ tuổi 30 khi sự nghiệp thăng hoa, gia đình êm ấm cũng là yếu tố khiến cô trở nên xinh đẹp hơn. Ngọc Lan tâm sự, đây là giai đoạn cô cảm thấy sung mãn nhất vì luôn có chồng và con trai bên cạnh mình. Dù lịch quay của cô rất vất vả và kín mít, nhưng ông xã Thanh Bình và bé Phôi chính là động lực để cô cố gắng hoàn thành tốt các bộ phim, mang đến cho khán giả những vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ khó cưỡng của Ngọc Lan ở tuổi 30, nữ diễn viên cũng được mệnh danh là bà mẹ bỉm sữa quyến rũ nhất nhì showbiz Việt.